Đô Hoàng Tiến Lập, Công an, Phố Đỏ. Đô Nguyễn Văn Trọng, Thừa Thiên Huế, Phố Xanh. Hai đô vào sới. Hai đô xe tải. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đô vào giữa sới. Tiếp tục. Rồi ra ngoài. Tiếp tục. Rồi ra ngoài. Tiếp tục. Rồi ra ngoài. Trọng tài nhắc câu phút hỏi lần thứ nhất tiêu cực, không tấn công chỉ phòng thủ. Tiếp tục. Tiếp tục.
động viên khi mừng vui chiến thắng thì không được Santo, bởi vì rằng rất nguy hiểm. Chúng ta còn nhớ danh đô Nguyễn Văn Luận của Bắc Giang khi đương thời là vô địch hạng cân 76 của Việt Nam, nhưng vì rằng khi anh tập là chưa bao giờ anh Santo được. Đến khi tập Santo được một cái rồi, xong giờ nghỉ rồi lại cố ở lại Santo một cái nữa. Thế và đâm đầu xuống gãy mất cột sống số 5, đốt sống số 5, và 3 tháng sau chỉ còn 38 cân và không còn nữa. Mất một danh đô của Việt Nam. Cho nên nhắc tức là không được ăn mừng bằng cái động tác Santo. Chúng tôi đã nhắc rất nhiều ở trên các sân sới rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua hạng cân 65 ở lúc 4 phút 15 giây của hiệp 1, Hoàng Tiến Lập, Công An thắng.